Xin chào bạn, hôm nay Lê Trang xin thiệu bạn một chiếc Clearview Cover dành cho Samsung Galaxy Note 8, một sản phẩm chính hãng do Samsung sản xuất luôn cho siêu phẩm của họ. Sản phẩm chính hãng thì luôn có tem nổi dán ở phía sau, nếu sản phẩm xuất xứ Việt Nam thì sẽ có ghi luôn ở Việt Nam. Ngoài ra thì nó có thể sản xuất tại Trung Quốc hay là Hàn Quốc nữa. Sản phẩm full box thì sẽ có đầy đủ dán tem như thế này. Thực tế thì trên thị trường sản phẩm dành cho Samsung, nhất là Clearview, thì hàng ngoài hàng fake quá là nhiều. Một số những chi tiết để các bạn có thể phân biệt được đó là ở cái tem ở cái mặt sau lưng như thế này. Cái tem nổi này sẽ có màu rất là đậm, nếu hàng fake thì nó sẽ màu hơi nhạt một chút. Và nếu hàng chính hãng thì nó sẽ đầy đủ hộp như thế này. Hàng ngoài nó sẽ không có hộp. Và cả nếu mà có hộp thì hộp của nó cũng sẽ nhìn nó rất là fake. Nói chung là cái hộp nó không được nhìn, không được chắc chắn như là hàng chính hãng. Còn ngay ở bản thân chiếc Clearview thì sẽ có đi kèm theo hướng dẫn sử dụng và những cái tờ giấy quảng cáo. Đó, đầy đủ với một sản phẩm hàng chính hãng. Đặc biệt nhất là sản phẩm hàng chính hãng ở phía bên trong sẽ luôn có một cái tem nổi dán ở đây. Đây, như bạn thấy đây, những cái thông tin về cái sản phẩm này. Và được dán rất là khít với những cái mép tiếp xúc. Mình để ý một số dòng hàng siêu fake thì vẫn có cái tem này, nhưng nó dán rất là lệch lạc. Ở bên trong này có những cái đệm mút để giúp bảo vệ cái mặt lưng của chiếc Note 8 đỡ bị chảy xước khi mình để vào đây. Các cạnh viền làm hơi nhám một chút, giúp mình cầm ở trên tay nó bám tay hơn. Đây là những cái vị trí cảm biến để kích hoạt cái tính năng thông minh rất là nổi tiếng trên Clearview dành cho Note 8. Mặt trước thì sáng bóng như một chiếc gương, cực kỳ đẹp. Đó, mặt sau lưng thì được làm bằng dạng chất liệu da, có thể chống bám vân tay, chống bám mồ hôi, cực kỳ tốt. Ở chiếc Clearview này thì có thể dựng nghiêng để mình xem video hay là lướt web. Hãng có tích hợp thêm một cái nam châm đấy, để hít vào khi mình cầm nó không bị bật ra. Đây là một cái đế nam châm, cái thiết kế mới này rất là thông minh. Khi mình chống lên, mình dựng như thế này, nhưng bạn đừng để úp cái mặt xuống như thế này, mà hãy lật ngược lại. Vì nếu bạn úp xuống như thế kia sẽ làm xước cái mặt rất là sáng bóng này. Còn đây là cái phiên bản màu vàng. Đó. Nếu các bạn mua tại Lê Sang thì Lê Sang sẽ tháo sẵn cái keo này để chúng ta dán cái tem bảo hành ở phía trong. Nên là có thể khi các bạn nhận được hàng, nếu ở các tỉnh thì có thể nó sẽ không còn full box nữa. Vì chúng ta còn phải dán cái tem bảo hành lên trên. Cái điểm nổi bật nhất của chiếc bao da này là khi có cuộc gọi đến. Đó, các bạn có thể trả lời ngay trên cái bao da mà không cần phải mở nắp bao da ra. Tính năng này cực kỳ tuyệt vời, rất là tiện lợi. Và với chiếc bao da này các bạn có thể dán luôn được cái kính cường lực full màn hình. Rất ít những mẫu phụ kiện dành cho Note 8 có thể dán được kính full màn hình như ở chiếc bao da này. Khi đóng vào mở ra tự động tắt mở màn hình nhờ cái cảm biến thông minh và hiển thị giờ ở trên cái mặt màn hình cực kỳ đẹp này. Đó, nó sáng bóng như một chiếc gương vậy. Đặc biệt hơn thì chiếc bao da này các bạn vẫn có thể sử dụng được với đế sạc không dây dành cho Note 8. Rất là hay, các bạn thể sử dụng luôn cái bao da này mà không cần phải mở ra. Đó, rất là đẹp với cái đồng hồ hiển thị ở đây. Nó cũng không bị quá dày, vừa vặn khi mình cầm ở trên tay. Các bạn có thể dựng nghiêng để xem video như thế này. Rất là tiện. Mặt trước thì cực kỳ đẹp luôn. Cái đế hít nam châm này sẽ giúp mình khi cầm máy lên như này nó sẽ không bị bật ra. Và như vậy thì mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc bao da Clearview Cover chính hãng dành cho Samsung Galaxy Note 8. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!